Dự báo tình hình thời tiết trong năm 2021 diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở mức cao. Chính vì vậy, huyện Tuyên Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Huyện Tuyên Hóa có trên 94.200 ha đất lâm nghiệp, phân bổ ở 19 xã thị trấn. Từ đầu năm đến nay, song song với việc kiện toàn 21 ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và 126 tổ đội bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các địa phương và các chủ rừng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại một số khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng để kịp thời phát hiện và dập tắt các điểm lửa. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, tin tưởng rằng huyện Tuyên Hóa sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn màu xanh cho những cánh rừng.